nhá. Da cara com a cara. Đau ơi. Má nó cay mắt rồi nhá. Đây nè. Đây là hổ kêu. Mệt mỏi rồi. Đừng yên mệt mỏi. Rồi. Chả sữa. Tại Ấn Độ thì đây là cái đường xá chuẩn bị vô sông Hằng các bạn. Đây là thành phố gọi là thành phố cổ, thành phố của thánh. Đó. Thì thành phố gọi là ô nhiễm nhất ở tại Ấn Độ luôn bạn. Kinh khủng, nó kẹt xe gọi là kẹt mà bên Thái Lan với ông bà cụ luôn á. Ô nhiễm dã man luôn. Đây bây giờ theo chân mình cái vô gọi là đi ra sông Hằng. Đây là con chợ là bán sữa không nha các bạn. Gọi sữa bò, sữa trâu luôn á. Anh có mặc áo khoác không? Đeo đồng hồ vàng. Xem mèo xem, không có nữ luôn. Mệt mỏi rồi, đừng yên mệt mỏi. Rồi, chả sữa. Hello. Hello. Rồi, đây là dưới cái hũ sữa nha. Này sữa luôn này. This is the one of big market of city. Sell the milk. Để đi ở đâu cái chơi vậy? Photo kit luôn. Enjoy with it, Niji. Kitna bachal? Warrant of kati. Ajay chali da dhuta bachal. In any place, you have to walk the street. Very nice trail for only for cold season possible. How much? Huh? 20 rupees. My picture coming. Namaste. Namaste, madam. Konnichiwa, ma'am. No change, sir. Will you taste right? Taste? Ah, I know. Ông đang tính làm gì á? Nhìn mặt ông gian không? Have you any country money I give you? 20 rupees. Any country money? Japanese, Hong Kong, China, Nepali, any country money I like you. Have you any country money? Coins, money? Any country. Nothing of Japan, America, nothing of the big country. Any country. All world or not Indian. Not Indian, any country. Otherwise, any country. Now he's small. No small money, sir. Possible, very good. But lassi, I have. Sweet lassi drink, curd, buffalo milk. Also, same swap. Lassi, 40 rupees.
10 people more. Bangalore la city. Good la city, no covid. Này 2 chục. À chục, cái kia là 4 chục. Mình có 10 nè. Cái này là giống như bên New Delhi các bạn. Là giống bên New Delhi. Đò nó đông. Đạp cho em quá. Tôi không dám mua gì đâu, tôi mua gì người ta thối tiền cho tôi luôn á. Thank you.
lại các bạn. Sau lưng mình là song hành rồi các bạn. Đi đi. Đi đây đây. Đây là gọi là một trong ba nền văn minh mà kinh khủng thế giới đúng không các bạn? Đằng bên sông của bên Trung Quốc, của bên sông Ninh, của bên Ai Cập và đây là sông Hằng. Đây là mình đi đủ châu Á là châu Phi rồi. Sinh hoạt xả ra rồi thiêu xác quan sát rồi nói chung là tùm lum tà la dưới con sông này, nói chung là nhộn nhịp chèo kéo lung tung hết. Tôi đang nghiên cứu không biết làm sao. Đây là cái chỗ này không biết, tôi không biết là thiêu xác chỗ nào luôn á. Nhộn nhịp lắm, chim mọc biển mà tùm lum nó ăn xác chết các bạn. Ở đây á là người giàu người ta mới tiêu được xác, còn người nghèo á là họ quan sát. Bỏ
वो सस्ता लेते भैया और एक एक đó còn trong hàng người ta tắm rửa xả thải rồi đây là sông Thiên nha, họ tắm đây là cũng như là cột rửa bụi trần gì á, tăng thêm sức mạnh rồi chết họ cũng tổng họ cũng muốn hòa quyện vô sông này luôn. Nice small boat. This one. Hello, Baba. Ở đây có nhiều người họ nằm họ chờ chết, mẹ họ chờ chết xong họ thả ra ngoài sông Hằng này luôn. Yeah, thấy không? Đa số cái thành phố này là nó nhộn nhịp, nó đông đó, tại vì đa số người dân ở tại Ấn Độ này trước khi họ chết họ tới đây họ nằm họ chờ chết nha các bạn. Họ thuê khách sạn, những người giàu thì họ thuê khách sạn, giống như mình đã thuê khách sạn họ ở và chờ họ ở khoảng tầm 1 tháng 2 tháng 3 tháng họ chết thì họ sẽ ra đây họ thiêu xong họ thả xuống sông Hằng. Còn những người mà nghèo không có tiền họ sẽ nằm ở đây thôi tấp chờ chết xong người ta sẽ quăng xuống sông luôn là xong đó, dạng gì đó, nên sông nó bị ô nhiễm. Người ta đang thả người khác rồi chết xuống thôi, bạn thấy không? Cho thiêu, cho tôi là thiêu đó. Tiên hồi người ta cho thiêu, cho hỏa thiêu. Chỉ quan sát chỗ này quá trời luôn, khiếp nghẹt. Trời ơi, gỗ nó hỏa thiêu ra sông Hằng rồi, các bạn thấy không? Mấy con bò nằm bình thường hết. Thank you.
Cái này cái đường người ta để chở xác luôn à. Kinh khủng. Đây là con đường người ta đi xuống chiêu xác các bạn. Trời tôi ói mửa, kinh khủng không thở nổi luôn, tôi muốn tắt thở cái chỗ đó luôn, nó bốc khói mà ô nhiễm mà dã man kinh khủng. Hello. Bây giờ bị diễn ra lễ hội nha các bạn. Tầm 5 giờ chiều sẽ diễn ra lễ hội trình diễn gì ở đây nè. Rồi đốt xác rồi thả. Đây là ngồi xếp hàng đó. Đông vui không? Cứ mỗi mà một đêm cho qua giá lạnh các bạn thì có khoảng mấy chục người chết các bạn ạ. Mình đang đứng ở tại vườn Lộc Uyển ở tại Varanasi. Đây là khu vườn mà lần đầu tiên gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Tổ Như Lai các bạn, là lần đầu tiên ổng gọi là ổng thành Phật xong ổng tới đây ổng giảng cho 5 vị tỳ kheo. Mà 5 vị tỳ kheo đó là ngày xưa khi mà ổng còn là tu theo kiểu Bà La Môn á, là ổng tu thiền các bạn, tu thiền là nhịn ăn nhịn khác này nọ 5 năm tới 5 vị tỳ kheo đó thì ổng thấy là vô tác dụng. Thiền mà nhịn ăn nhịn uống thì con người không có sức khỏe thì lấy gì mà giác ngộ được các bạn, nên ổng bỏ chỗ này đi và ổng đi qua chỗ cây bồ đề ổng tu thì ổng giác ngộ được các bạn. Sau đó ổng quay lại chỗ này thì cái tháp kia là nơi mà gọi là ổng gặp lại 5 vị tỳ kheo đó và ổng thuyết giảng và 5 vị đó chứng la hán quả luôn các bạn. Có nghĩa là cái đây là nơi phát sinh tăng đoàn tăng ni Phật tử, nói chung là một cái họ giáo hội Phật giáo rộng khắp thế giới luôn á, là bắt nguồn từ chỗ này nha các bạn. Nghĩa là từ khi ổng thuyết giảng chỗ này thì 5 vị đó là chứng quả xong họ đi nhận đệ tử cái độ rất là nhiều. Thì cái tháp đó xa 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 các bạn thấy không, cái đây là tàn tích không nha các bạn. Thấy xung quanh này toàn là tàn tích không á, tại vì lúc trước là bạn biết là hiện tại là Phật giáo là đã bị gọi là coi như là giống như là nó bị tiêu diệt ngay tại Ấn Độ rồi các bạn. Tuy là cái nôi của Phật giáo nhưng mà Ấn Độ giáo Hồi giáo phát triển rất là mạnh mẽ tại Ấn Độ, nên cái chỗ này là bị
gọi là tàn phá chiến tranh rồi Hồi giáo rồi Ấn Độ giáo, họ nói chung là họ không có còn bảo trì nữa, nên nó bị gọi là tan hoang vậy luôn nhá. Thì thật sự là khá là buồn lắm bạn, nó là khai sinh ra Phật giáo nhưng mà lại bị lãng quên, lại phát triển mạnh ở Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc rồi Việt Nam mình phát triển rất là mạnh, nhưng mà tại Ấn Độ thì họ bị lãng quên nữa các bạn ạ. Xung quanh là châu bò ỉ đái này nọ, cái kiểu là giống như là của bên Ấn Độ giáo á, họ thờ ông bò họ thả đi ỉ đái lung tung hết, nên cái chỗ thánh địa này nói chung là chỗ này là hành hương của các gọi là những người bên Phật giáo trên thế giới, họ tới đây hành hương. Thì trên có bốn nơi thánh địa nha bạn, là nơi Phật sinh ra là ở tại Nepal, nơi Phật giác ngộ là ở cây Bồ Đề á, thì không phải là chỗ này, là chỗ khác, là chỗ này là Đức Phật gọi là thuyết giảng lần đầu tiên, và nơi thứ tư là nơi Phật gọi là nhập niết bàn, là ổng chết đó các bạn. Thì đây là nơi mà ổng thuyết giảng lần đầu tiên. Thì bạn thấy cái không khí trong ở tại thành phố Varanasi này khá là gọi là gì ta, ô nhiễm, nhưng mà nơi chỗ này thì nó đỡ ô nhiễm hơn chút xíu. Nói chung là tới Varanasi là gọi là thành phố ô nhiễm nhất thế giới luôn các bạn, không ngờ nơi mà Đức Phật đi thuyết giảng đầu tiên là thành phố bây giờ là thành phố ô nhiễm nhất thế giới luôn. Bạn chỉ còn đứng ở ngoài trung tâm thành phố Varanasi chỉ còn 5 phút thôi, bạn không đi khẩu trang là nhiều khi bạn muốn tắt thở luôn, nó nói chung là rất là nghẹt khí các bạn. Ngày xưa các bạn, ngày xưa là đường Tam Tạng ở trong Tây Du Ký các bạn, ổng đi từ Đông Phương qua Tây Phương, ổng tới đây, ổng tới đây là nói đầu tiên Phật Thích giảng luôn, Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Như Lai luôn các bạn. Thì ổng tới đây sau đó ổng viết sách, viết đồ lại, không truyền về lại Trung Quốc các bạn, thì cũng là tới địa điểm này là tên Ấn Độ nha các bạn. Đó. Rồi năm khoảng ổng đi là năm 600 đến 700. Đó tới giờ khoảng 1500 năm, còn nơi đây là hơn 2500 năm, nơi Đức Phật lần đầu tiên thuyết giảng rồi đó. Thì ông thấy đây tại sao gọi là vườn Lộc Uyển các bạn. Vườn Lộc Uyển nghĩa là ngày xưa á, Lộc Uyển nghĩa là vườn Stanat, là vườn của con nai. Thì lúc trước á là Phật ông Thích Ca Mâu Ni á, là cái kiếp mà kiếp trước ổng là ông là con nai, biết không? Ổng là con nai, sau đó cái ổng gọi là ổng sau này ổng chuyển sinh lại là thành thái tử, sau đó ổng mới tu thành chánh quả là ổng không còn chuyển kiếp nữa. Thì kiếp trước chỗ này là con nai nha. Đây là gọi là vườn Lộc Uyển, là vườn nai. Thì một trong bốn thánh linh của tại Phật giáo. Thì là mình cũng đã tới luôn rồi. Nói chung là tôi không rành về Phật giáo lắm, tôi nói sơ sơ vậy thôi. Thank you. Thôi, ở đây người ta dân cúng mình được bánh đó bạn. Ôi, cháo bánh rồi. Đang dân cúng. Không ngờ tôi được cháo bánh. Là tăng ni Phật tử tới họ cúng dường nơi đi thăm cho hình hương các bạn. Để đi được cháo bánh cho con bay à. Ngon quá, để tôi ăn coi nè. Thôi, kết thúc video thôi các bạn, nói hay nhớ đăng ký kênh, nhớ like, chia sẻ nữa, tôi còn review tiếp thứ hai hấp dẫn hơn, kết thúc rồi nha.